Ngàn tay là ngàn vị chuyển luân vương, ngàn mắt là ngàn vị Phật truyền kiếp tùy căn cơ giáo hóa điều phục chúng sinh. Con đảnh lễ Đức Quan Thế Âm. Om Mani Padme Mi Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Chữ Om trong đó có ba chủng tự, chữ A, chữ U, chữ Ma. Ba chữ này biểu trưng cho thân khẩu ý của chúng ta. Chúng ta vẫn nói chúng sinh Bồ Đạt Già La hay là hữu tình. Hữu tình đó nó dựa vào cái thân khẩu ý mà đặt là hữu tình. Căn cứ vào thân của người Việt gọi là người Việt, dựa vào thân của người Tạng gọi là người Tạng. Cho nên chúng tôi nói cái tôi hay là hữu tình, cái cơ sở để đặt cho, để dựa đặt lên cái chúng sinh đó chính là thân khẩu ý. Cho nên trong thân khẩu ý, ý là chính cho đến khi nào thân khẩu ý chúng ta bị trói buộc trong phiền não thì người đó gọi là kẻ phàm phu, kẻ luân hồi. Nếu tiêu trừ, loại trừ cái phiền não trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên chữ A-U-Ma, cho nên cho đến khi nào còn bị trói buộc trong sinh tử, trong bởi phiền não là gọi là kẻ luân hồi. Chỉ đến khi giờ cái giới hạn khi nào chúng ta đoạn được phiền não thì chúng ta đạt giải thoát. Nếu như chúng ta có thọ trì cái tâm Bồ Đề thì trở thành một vị thánh Bồ Tát. Cái thân khẩu ý bất tịnh, chưa thanh tịnh. Chúng ta tu tập cái đạo lộ để chuyển hóa, để trở thành cái thân khẩu ý thanh tịnh, phải nhờ vào chữ Mani và Bema. Mani là biểu trưng cho cái tâm Bồ Đề, chữ Bema là cái trí tuệ tính trung khính, chữ Hum là chữ bất phân, là trí tuệ kết hợp với phương tiện kết hợp với trí tuệ. Cho nên nếu thực hành kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ để chuyển hóa cái thân khẩu ý bất tịnh, để chuyển thành thân khẩu ý của Đức Phật. Cho nên đây chính là cái nghĩa của Om Mani Padme Hum. Cho nên khi các con tụng Om Mani Padme Hum, hãy cố gắng suy tư nhiều chữ ôm tâm Bồ Đề và cái tính không. Như vậy thì thân xe mới đúng ý nghĩa. Con có biết Alexa, tôi cũng có con két nó cũng biết niệm ôm Mani Padme Hum nhưng nó không có hiểu nghĩa. Dạ, xin cảm ơn.